CD3 chính hãng phiên bản da nhăn đã trở lại rồi anh em nhá. Thì để chiều lòng anh em, những anh em thích cái phiên bản da nhăn này, thành ra là hãng đã sản xuất những cái phiên bản da nhăn trở lại để thay vì những cái phiên bản da này nhá. Đấy. Gần đây thì hãng có chuyển sang phiên bản da này, nhưng mà với nhiều ý kiến đóng góp thì cuối cùng thì hãng cũng đã sản xuất thêm nhá cái phiên bản da nhăn này. Đấy. Được rất là nhiều anh em ưa thích này. Đây là mẫu giày CT3 chính hãng nhá. Cái bộ đế của nó thì rất là bám sân này, form giày thì rất là ôm chân nhá. Anh em chú ý này, cái form của đôi CT3 nó khác so với cả các cái dòng giày ba sọc CT3 ngoài thị trường ấy, chính là cái form này nó cực kỳ ôm chân của mọi người nhá. Đấy, cảm giác bóng rất là thích ở cái phần đấy. Đấy, anh em đi đá thì rất là sướng. Cái dòng này chắc chắn anh em đi đá nhiều chắc chắn là biết rồi. Đấy, nó khá là nhẹ. Đấy, cái trọng lượng của nó thì gọi là siêu nhẹ luôn. Đây các cái màu của CT3 đây nhá. Này, trắng sọc đen này, trắng sọc đỏ này, xanh chuối này, đây là cái màu mà nhiều anh em thích nhất này. Đấy. Riêng cái da nhăn của xanh chuối thì nó sẽ dày hơn các cái phiên bản này một chút nhé, một chút thôi. Anh em nào gọi là so sánh kỹ thì mới thấy được. Cái phiên bản xanh chuối này thì rất là nhiều anh em thích này, cực kỳ mềm, bộ đế này. Gần như là nếu mà để đá sân cỏ nhân tạo thì đây là cái bộ đế gọi là bám sân nhất hiện tại, thua hơn cả những cái thương hiệu lớn nhá. Mình khẳng định luôn với anh em, đấy anh em nào đá rồi thì biết. Đây cả màu xanh ngọc này nữa, trắng xanh ngọc này thì là một trong những cái màu mới của 2023, đấy thì cũng nhiều anh em thích này. Hiện tại các mẫu giày CT3 chính hãng bên mình thì đều đồng giá với anh em là 280k miễn phí ship. Đấy, và có những phần quà tặng kèm cho anh em nhé. Đấy, những cái mẫu này thì anh em chắc chắn là đá nhiều rồi thì biết. Đấy, anh em cố gắng là chọn những cái đôi giày chính hãng nhé. Những cái đôi giày không chính hãng thì cái form của nó sẽ không ôm chân đâu, độ bền của nó thì chắc chắn là không thể bằng những cái đôi chính hãng này được. Đấy, có câu phun mũi, chất lượng keo cũng rất là tốt nhé, keo chỉ rất là ok. Đặc biệt là anh em đá nó phải sướng. Thôi, xin chào và cảm ơn anh em. Chúc anh em có thể chọn được những đôi giày phù hợp. Nếu anh em còn thắc mắc có thể là comment hoặc là inbox cho mình để được tư vấn cụ thể và rõ ràng hơn nhé.